Ngày 3 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thí điểm 2 camera tự quét mã QR khai báo y tế bằng phần mềm di chuyển nội địa ở ngã 6 Phù Đổng, đoạn giao lộ Nguyễn Trãi Cách mạng tháng 8 quận 1 và đường Cách mạng tháng 8. Người dân đã khai báo y tế trước khi qua các điểm trên, chỉ cần đưa mã QR vào camera để khai báo. Theo ghi nhận, người dân lưu thông qua hai chốt trạm này sẽ được lực lượng hướng dẫn đưa mã QR vào camera được gắn tại đây. Camera sẽ quét mã QR mà người dân đã khai báo tự động, rồi truyền thông tin đến bộ phận kỹ thuật trực tại chốt để kiểm tra, thay vì cán bộ tại chốt phải dùng điện thoại cá nhân của mình để quét và kiểm tra như trước. Việc dùng camera tự quét mã QR diễn ra nhanh chóng khoảng vài giây. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị thí điểm 2 camera tự quét mã QR khai báo y tế bằng phần mềm di chuyển nội địa. Việc khai báo diễn ra nhanh chóng và thuận tiện cho người dân lẫn cán bộ túc trực tại chốt. Bên cạnh đó, đây là giải pháp an toàn giúp cán bộ tại chốt và người dân không tiếp xúc nhau, hạn chế lây lan dịch bệnh.